Năm 1555, trong một căn phòng nhỏ tại nước Pháp thơ mộng, Nostradamus đang bắt đầu chắp bút cho những vần thơ đầy bí ẩn của mình. Chẳng ai biết được rằng, chỉ ít lâu sau đó, những vần thơ ấy lại trở thành một loạt lời tiên tri chính xác tới đáng sợ về các sự kiện trọng đại của thế giới trong tương lai. Và người đàn ông mang tên Nostradamus ngày nay được chúng ta biết đến như là một nhà tiên tri vĩ đại nhất lịch sử nhân loại. Con người bí ẩn này là ai mà lại có thể vượt qua được nghịch lý thời gian, nhìn thấu mọi việc như vậy? Liệu những vần thơ của ông có phải là lời tiên tri vượt thời đại hay không, hay chỉ là suy diễn của một bộ phận người ủng hộ? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những bí ẩn về một trong số ít người vẽ nên tương lai của nhân loại hàng trăm năm qua. Chào mừng các bạn đến với series Lữ khách thời gian. Tập 1: Nostradamus và thế giới tương lai. Chúng ta ngày nay tin rằng thế giới đang sống trong một thời đại của khoa học lý trí, một nơi cách xa những sự mê tín và các vấn đề tâm linh. Thế nhưng tất cả đã phải suy nghĩ lại một cách nghiêm túc về quan điểm này sau một ngày tháng 9 năm 2001. Sau ngày định mệnh ấy, bất ngờ thay, cái tên được tìm kiếm nhiều nhất không phải là Osama Bin Laden hay Tổng thống Hoa Kỳ George Bush, mà lại là Nostradamus. Việc người đàn ông này có thể tiên đoán tương lai và vận mệnh thế giới, nghe thì có vẻ điên rồ, nhưng nó lại là những gì mà người ủng hộ của ông tin tưởng tuyệt đối. Danh tiếng của Nostradamus nổi lên từ các câu thơ chứa đầy ẩn ý khó hiểu. Người ta chỉ ra đây chính xác là những mật mã dự đoán tất cả các sự kiện tương lai, bao gồm cả thảm họa năm 2001 ở Mỹ. Nostradamus từng viết rằng, ngọn lửa từ tâm trái đất sẽ làm rung chuyển thành phố mới. Hai tảng đá lớn bắt đầu cho một cuộc chiến trường kỳ. Nó sẽ diễn ra tới khi những con suối Aretosa một lần nữa nhuộm máu đỏ dòng sông. Mỗi câu, mỗi chữ đều mang một ẩn ý chính xác đến đáng kinh ngạc về ngày định mệnh năm 2001. Lửa từ tâm trái đất không gì khác ngoài xăng dầu, thứ trực tiếp gây nên vụ nổ đánh sập hai tòa nhà tháp đôi to lớn. Làm rung chuyển thành phố mới là việc quá rõ ràng, ai cũng có thể nhận ra. Người ta cho rằng lời của Nostradamus đã bị suy diễn và sử dụng sai bởi những người ủng hộ ông. Họ cho rằng đó là cách kiếm sống của một bộ phận nhỏ mê tín dị đoan đang dắt mũi dư luận. Sự thật, Nostradamus có phải là một nhà tiên tri hay chăng? Trước khi trả lời được câu hỏi này, có lẽ chúng ta cũng cần phải biết được ông là ai và vì sao ông lại có mặt trên đời. Nostradamus sinh ngày 14 tháng 12 năm 1503 và mất vào ngày 2 tháng 7 năm 1566 tại miền Nam nước Pháp. Đây là thời kỳ hỗn loạn khi mà cái chết ám ảnh con người ta từng giây từng phút. Sinh ra trong thời kỳ đó, nửa đầu cuộc đời ông diễn ra rất bình thường. Ông cũng lấy vợ, định cư rồi theo học nghề y và mở hiệu thuốc. Nhưng rồi có một biến cố xảy ra khiến cho cuộc đời hạnh phúc của Nostradamus rẽ sang một hướng khác. Đó là cái chết của vợ cùng các con trong đại dịch đã ảnh hưởng sâu sắc tới ông. Để quên đi sự đau buồn, Nostradamus đã ngao du khắp châu Âu trong vô định. Suốt nhiều năm lang thang, ông bị thu hút bởi những ý niệm huyền bí khắp lục địa giả. Từ thuyết thần bí Do Thái đến thuật chiêm tinh kỳ ảo đã tạo cảm hứng cho ông xuất bản tác phẩm lớn nhất đời mình, cuốn sách Sấm Tiên Tri. Đây chính là cuốn sách đưa tên tuổi của Nostradamus trở nên nổi tiếng khắp thế giới, trong đó chứa toàn bộ những dự báo về các sự kiện sẽ xảy ra, ảnh hưởng tới lịch sử nhân loại. Trước đó không phải là thế giới không có những nhà tiên tri xuất chúng, nhưng Nostradamus rất khác biệt. Cái nhìn của ông là độc nhất do đã được tiếp xúc với các thành tựu khoa học hiện đại. Và cũng chính nhờ sự phát triển vượt bậc của ngành in ấn mà sấm tiên tri của Nostradamus phổ biến ra khắp châu Âu. Cứ như vậy, ngày càng có nhiều người tin rằng ông thật sự biết về vận mệnh loài người. Tuy nhiên, thành công chỉ thật sự tới với người đàn ông vĩ đại này khi các yếu nhân đọc được tác phẩm của ông. Hoàng hậu của nước Pháp bấy giờ là một người phụ nữ gốc Ý. Bằng một cách nào đó mà bà lại mang trong mình sự mê tín đến kỳ lạ
và luôn tìm kiếm người có thể tiên đoán tương lai của mình. Chính nhờ người phụ nữ này, Nostradamus từ một gã nhà quê vô danh đã bước chân vào giới quý tộc danh giá. Hoàng hậu Catherine triệu nhà tiên tri vào cung, để rồi từ đây đoạn thơ dự báo cái chết của vua Henry đệ nhị thực sự làm cái tên của Nostradamus được tất cả mọi người biết tới. Sư tử con sẽ quật đổ sư tử già. Đôi võ sĩ quyết không phân thắng bại tại vườn hoa. Chàng sẽ đâm trúng con mắt trong chiếc mũ vàng. Hai vết thương nhập một khiến cái chết đang đến gần. Con sư tử nhỏ trong đoạn thơ trên ám chỉ Montgomery, người bá tước, chỉ huy cận vệ thân tín nhất của nhà vua lúc bấy giờ. Hắn ta đã thách đấu với nhà vua một cách công khai. Vua Henry đệ nhị còn trẻ và đầy lòng kiêu hãnh, phớt lờ lời cảnh báo về cái chết đau đớn này. Ông vẫn nhận lời giao đấu với bá tước Montgomery. Cả hai người cùng đeo khiên khắc hình sư tử, và Montgomery, sư tử con, ít hơn sư tử già 6 tuổi. Cuộc chiến diễn ra hoàn toàn trùng khớp với lời sấm. Vua Henry bị mù mắt do bị Montgomery mất đà đâm giáo vào miếng che mắt mạ vàng. Cùng với hai vết thương nặng, Henry đã phải trả giá cho việc từ chối nghe theo lời sấm của Nostradamus và ra đi sau 10 ngày nằm trên giường bệnh. Cái chết của vua Henry đệ nhị đưa Nostradamus trở thành nhà tiên tri được kính trọng. Hoàng hậu ban cho ông nhiều bổng lộc hoàng gia và từ đó ông được hưởng cuộc sống sung túc. Cho tới khi qua đời, sự nổi tiếng của ông gần như bao phủ khắp mọi miền nước Pháp. Nhưng cái chết của Nostradamus không làm cho tên tuổi nhà tiên tri vĩ đại mất đi. Trái lại, nó còn lan ra khắp châu Âu không lâu sau đó, khi người ta nhận ra ông đã tiên đoán được vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại London từ nhiều năm trước. Những vần thơ mà Nostradamus biểu thị ý nghĩa rằng máu của công lý sẽ bao phủ khắp London. Nó sẽ bùng cháy đột ngột vào năm 1666. Quý bà già nua gục ngã trên vinh quang, nhiều nhà thờ tin lành cũng sẽ tan thành tro bụi. Thành phố London vào những năm 60 của thế kỷ thứ 17 được John Evelyn, nhà văn Anh chuyên viết hồi ký, nhật ký, miêu tả là một thành phố bằng gỗ và keo phủ đầy những căn nhà thiếu thẩm mỹ. Từ dòng miêu tả ngắn ngủi đó, không khó để người ta nhận ra nguy cơ hỏa hoạn tiềm ẩn do các khối nhà có kết cấu gỗ được dựng lên với mật độ dày đặc. London theo thời gian đã dần đông đúc, chật chội hơn bên trong những bức tường thành phòng thủ dựng lên từ thời đế quốc La Mã. Những khu nhà ở tạm bợ mới còn lan ra ngoài, bằng chứng là những khu ổ chuột tồi tàn ở ngoại thành như Shoreditch, Holborn, Southwark và kéo dài tới thành phố Westminster. Vào cuối thế kỷ 17, London lúc đó cũng như phần trung tâm thương mại của thủ đô lúc bấy giờ là thị trường lớn nhất và là khu cảng sầm uất nhất ở Anh. Các gia đình thuộc tầng lớp quý tộc thường tránh xa khu trung tâm thành phố huyên náo bằng cách dựng lên những điền trang ở vùng ngoại ô hoặc trong khu Westminster riêng biệt. Hệ thống đường xá của London tồn tại từ thời Trung Cổ cùng những ngõ hẻm dài sỏi chật hẹp quanh co. Loại nhà có mái lợp bằng gỗ và lá đã bị cấm trong nhiều thế kỷ, nhưng những vật liệu rẻ tiền như vậy cứ tiếp tục được dân nghèo thành thị sử dụng. Các khối nhà xây bằng đá lớn là của những người giàu có ở trung tâm thành phố, là các biệt thự của các thương nhân hay các nhà môi giới. London cũng là một kho thuốc súng, đặc biệt là dọc theo bờ sông. Chúng được giữ lại trong nhà của người dân từ những ngày diễn ra nội chiến. Đó là chưa kể tới 500 đến 600 tấn thuốc súng được cất giữ trong tòa tháp London. Toàn thành phố với nửa triệu dân lúc đó thực sự là một mồi lửa tiềm năng với đường phố chật hẹp, những chuồng trại chất đầy rơm và cỏ khô, nhiều căn hầm, nhà kho chứa vật liệu dễ cháy như nhựa thông, dầu đốt đen, than đá. Và thế là chỉ với một ngọn lửa nhỏ tại tiệm bánh của Thomas Fariner trên đường Pudding Lane, tất cả đã bị thiêu rụi. Chưa dừng lại ở đó, chỉ ít lâu sau hoàng đế Napoleon cũng trở thành nạn nhân của những lời sấm truyền do Nostradamus để lại. Một đội quân lớn sẽ tràn vào nước Nga. Những người bị xâm lược phá hủy một thành phố, quân chủ lực phản công, những kẻ chiến bại sẽ chết trên miền đất trắng. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích ý nghĩa từng câu thơ một để tìm ra sự phi thường ở đây. Đầu tiên, đó là việc một quân đội lớn sẽ tiến vào nước Nga.
Cho đến trước năm 1812, hầu hết các quốc gia Tây và Trung Âu đều nằm dưới sự kiểm soát của Napoleon. Trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua cơ chế bảo hộ, liên minh hoặc theo các hiệp ước có lợi cho Pháp. Với sức mạnh của nước Pháp khi ấy, Napoleon rất tự tin vào một cuộc xâm lược thành công trên đất Nga. Sau hàng loạt các cuộc hành quân thần tốc, Napoleon đã nhanh chóng tiến sâu vào Nga trong nỗ lực ép quân đội Nga phải ra trận. Những người bị xâm lược phá hủy một thành phố là phần quan trọng tiếp theo trong lời sấm. Và quả thực, điều này rất khó tin, bởi lẽ hiếm có đội quân nào lại tự phá hủy quê hương của mình. Thế nhưng một lần nữa người ta lại phải gật đầu công nhận Nostradamus đã đúng. Napoleon đánh thắng một cuộc giao chiến nhỏ và một trận đánh lớn tại Smolensk. Khi quân đội Nga rút lui, kỵ binh Cossacks được giao nhiệm vụ đốt cháy làng mạc, thị trấn và mùa màng. Chiến thuật vườn không nhà trống này khiến người Pháp hết sức khó chịu. Đây cũng chính là sự trùng hợp đáng sợ trong lời Nostradamus, việc quân Nga tự tay đốt phá thành phố của mình. Và hồi kết của cuộc chiến cũng giống hệt lời tiên tri đã nói. Quân đội chủ lực phản công, những kẻ xâm lược sẽ chết trên miền đất trắng. Vào tháng 9, người Pháp đuổi kịp quân đội Nga. Lúc này đã triển khai phòng ngự chắc chắn trên sườn đồi trước một thị trấn nhỏ gọi là Borodino, cách 70 dặm về phía tây Moscow. Trận chiến diễn ra sau đó là trận đánh trong một ngày lớn nhất và đẫm máu nhất của chiến tranh Nga-Pháp. Hơn 250.000 binh sĩ tham chiến và hơn 70.000 người thương vong. Người Pháp đã giành chiến thắng nhưng tổn thất 49 tướng và hàng vạn người lính. Napoleon tiến vào Moscow một tuần sau đó. Người Pháp lúc này càng thêm bối rối khi không có đoàn thương thuyết nào đến đàm phán. Người Nga đã sơ tán khỏi thành phố và thống đốc thành phố bá tước Fyodor Rostopchin đã ra lệnh đốt cháy một số điểm chiến lược ở Moscow. Việc để mất Moscow không khiến Alexander Đệ Nhất muốn hòa đàm và cả hai bên đều biết rằng vị trí của Napoleon đang suy yếu từng ngày. Sau khi ở lại Moscow một tháng, Napoleon đã đưa quân đội của mình theo phía Tây Nam tới Kaluga. Napoleon đã cố gắng một lần nữa để lôi kéo quân đội Nga vào một trận đánh quyết định ở Malozaroslavets. Tuy nhiên một lần nữa, người Nga đã rút lui. Và rồi chiến binh mạnh nhất của nước Nga đã tới. Đó không phải là vị anh hùng nào cả, mà chính là mùa đông xứ Bạch Dương. Cái lạnh cắt da cắt thịt cùng với một vùng đất hoang tàn không có cách nào nuôi sống đội quân hùng hậu của Napoleon. Lực lượng Pháp bị thiệt hại nặng nề vì thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu phương tiện y tế, luôn luôn bị quân du kích Nga quấy phá. Napoleon nhận thấy cần phải nhanh chóng rút quân, từ bỏ tham vọng thôn tính nước Nga. Thế nhưng cơn ác mộng thật sự mới chỉ bắt đầu từ đây. Trên đường rút lui, quân Pháp bị truy sát tới mức không có một phút để thở. Và thế là những kẻ chiến bại sẽ chết trên miền đất trắng, giống như những gì mà Nostradamus đã tiên đoán. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều người tin rằng Nostradamus thực sự chẳng tiên đoán ra điều gì cả. Tất cả chỉ là sự suy diễn của những người ủng hộ ông mà thôi. Căn cứ vào đâu mà người ta lại nói như vậy? Đầu tiên ta phải công nhận rằng tất cả lời sấm của Nostradamus đều được giải mã sau khi sự kiện đã xảy ra mà thôi. Chưa từng có ai dựa vào thơ của nhà tiên tri để biết trước và ngăn chặn thảm họa ập tới. Có một tiên tri nổi tiếng liên quan đến tháng 7 năm 1999 như sau. Vào tháng 7, vua tàn khốc đến từ trên trời, để rồi chiến tranh ngự trị. Người ta tin rằng vào cái ngày định mệnh đó, một thảm họa sẽ giáng xuống. Những ngày tháng 7 trên khắp thế giới bao trùm nỗi sợ tột cùng về ngày tận thế. Thị trường chứng khoán lao dốc bất ngờ, toàn bộ quầy hàng tại các siêu thị đều trống không. Ở Pháp, nhà thiết kế thời trang danh tiếng Paco Rabanne thậm chí còn hủy cả buổi biểu diễn sau khi biết ngày tận thế đang cận kề. Nhưng rồi tháng 7 năm đó đến và đi mà không có điều gì bất thường xảy ra. Thế giới vẫn tồn tại, Mỹ vẫn ném bom Nam Tư như thường ngày. Các chuyên gia về Nostradamus tính toán lại và đưa ra một thời gian mới, đó là ngày 11 tháng 8 năm 1999. Nhưng cũng chẳng có ngày tận thế nào tới vào hôm đó. Năm 2017, người ta truyền tai nhau lời tiên tri về Thế chiến thứ 3. Theo đó, tình trạng nóng ấm toàn cầu ngày càng phức tạp, trong khi nguồn tài nguyên dần cạn kiệt. Những mối đe dọa khác cũng được nêu ra như chủ nghĩa khủng bố gia tăng và chiến tranh sinh học.
Nostradamus nói rằng Thế chiến thứ 3 sẽ bắt đầu vào năm 2016 hoặc 2017 và nó sẽ tiếp tục kéo dài trong 27 năm. Kết quả ra sao thì các bạn có lẽ đã tự có câu trả lời. Rõ ràng chúng ta hay bị mắc vào thiên kiến kẻ tồn tại mà bỏ qua các vấn đề xung quanh. Cho bạn nào chưa biết thì thiên kiến kẻ tồn tại được mô tả qua một ví dụ rất nổi tiếng như sau. Trong Thế chiến thứ 2, phe đồng minh đã theo dõi các vết đạn trên những chiếc máy bay bị địch bắn trúng. Họ nhận thấy phần giữa thân, đuôi và hai mép cánh là những nơi bị bắn nhiều nhất và đi gia cố các phần đó. Họ cho rằng cần phải tăng sức chịu đựng cho những nơi nào bị đạn bắn vào nhiều nhất. Tuy nhiên, sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Một nhà toán học có tên là Abraham đưa ra lời khuyên rằng nên gia cố những khu vực không có viên đạn nào. Bởi lẽ các máy bay bị trúng đạn vào phần đó sẽ rơi ngay tại chỗ mà không thể trở về căn cứ để thống kê. Tương tự như vậy, trong trường hợp này, người ta chỉ luôn tập trung vào các tiên đoán đúng mà bỏ qua các lời sấm không thành sự thật. Lúc còn sống, Nostradamus đưa ra tới hơn 1.000 tiên đoán khác nhau về các sự kiện. Từ khi ông qua đời tới nay, đã hơn 500 năm đi qua, vô số sự kiện trọng đại của thế giới diễn ra. Vậy chẳng phải tỷ lệ có sự kiện vô tình giống với lời tiên đoán là rất cao hay sao? Thứ hai, đó là hầu hết sự kiện mà Nostradamus nhắc tới đều là đến chiến tranh, thiên tai, chết chóc, những vấn đề thường gặp của lịch sử. Loài người thì vẫn luôn đối mặt với các tai họa như vậy, nên khả năng trùng hợp lại càng cao hơn nhiều lần. Cách tiên đoán bằng thơ cũng thật sự quá mơ hồ, bí hiểm. Nó là điều kiện cho người đọc suy diễn tùy theo ý nghĩa chủ quan của bản thân. Nó có thể vẽ ra tương lai. Tại sao Nostradamus không nói rõ cụ thể thời gian hay địa điểm? Phải chăng ông đang né tránh các thế lực kiểm soát bản thân? Một vấn đề nữa trong việc giải mã những lời tiên tri đó là việc dịch lại các ghi chép của ông từ tiếng Pháp cổ thế kỷ 16 sang các ngôn ngữ hiện đại sau này. Rất nhiều từ ngữ có thể đã bị hiểu sai ý nghĩa. Ví dụ như trong lời tiên tri về thảm họa năm 2001, trong ý, ngọn lửa từ tâm trái đất sẽ làm rung chuyển thành phố mới. Nostradamus dùng từ Villeneuve. Từ này có thể hiểu theo nghĩa là thành phố mới, nhưng đồng thời lại là tên một thị trấn nằm ở ngoại ô Paris, có vĩ độ gần 45 độ Bắc. Như vậy, rất có thể Nostradamus muốn ám chỉ một sự kiện nào đó xảy ra ở thị trấn này, chứ không phải là sự kiện tại Mỹ. Theo các bạn, Nostradamus là một nhà tiên tri đại tài có thể nhìn thấu tương lai, hay đơn giản là sự trùng hợp hơn mức bình thường do lịch sử tạo ra. Với cá nhân tôi thì việc một người dự đoán trúng quá nửa các sự kiện trọng đại khó có thể nào là sự trùng hợp. Hơn nữa, người Do Thái luôn có một ảnh hưởng nhất định nào đó tới vận mệnh của thế giới. Điều này đã được lịch sử chứng minh qua hàng ngàn năm. Rõ ràng là thời gian đã bỏ quên một số con người đặc biệt. Nostradamus không phải là người duy nhất. Tập 2. Vanga, thế giới vô hình hay hữu hình? Ai đó đã từng nói rằng bí mật lớn nhất mà thế giới này che giấu có thể nằm trong một con người tưởng chừng như rất bình thường. Chính chúng ta cũng không ai dám chắc mình đã hoàn toàn hiểu được bản thân. Vậy mà trên thế giới lại có những người được cho là nhìn thấu vạn vật, vượt qua giới hạn của thời gian để đạt đến một cảnh giới cao hơn tất thể nhân loại. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một trong những người phụ nữ bí ẩn nhất lịch sử. Có thể nói, bà là nhân vật có ảnh hưởng lớn bậc nhất đến lịch sử thế giới vào thế kỷ 20, nhà tiên tri Vanga. Các bạn có cảm nhận thế nào về một người phụ nữ đã chứng kiến vô số thăng trầm của thời đại? Một người phụ nữ đã từng gặp gỡ Hitler, rồi đưa ra cho hắn một lời tiên đoán làm tên Trung phát xít phải run lên sợ hãi. Có rất nhiều những sự kiện khác đã khiến cho bà Vanga trở nên nổi tiếng không chỉ tại quê nhà Bulgaria mà là toàn thế giới thời điểm bấy giờ. Ngày 13 tháng 8 năm 1996, ngôi làng nhỏ vốn yên bình nay lại trở nên đông đúc lạ thường. Mặc cho cái nắng nóng gay gắt, đám đông dài hàng trăm mét với 15.000 người bao gồm cả phóng viên, báo chí đang tụ tập để đưa tin về một sự kiện buồn của thế giới. Bà Vanga đã qua đời. Trong suốt hơn 50 năm qua,
vô số nhân vật nổi tiếng đã tìm đến người phụ nữ Bulgaria này để nhờ giúp đỡ. Đó không chỉ là những ngôi sao đại chúng, mà còn là cả các nhà khoa học, nhà văn, phi hành gia hay tổng thống, nguyên thủ quốc gia các nước. Người ta nói rằng bà Vanga có thể nhìn xuyên thấu được cả quá khứ lẫn tương lai của bất cứ ai bà gặp. Một người có thể tiên đoán ngày bắt đầu chiến tranh thế giới thứ hai, biết rõ được thảm họa Chernobyl và sự tan rã của Liên Xô cũ, thì quả thật không hề tầm thường chút nào. Rồi cuộc sống của bà lại kết thúc đúng vào cái ngày bà đã tiên đoán trước, để lại giải thoại bất diệt về nhà tiên tri lừng danh cho các con cháu đời sau. Vào những năm 1974, trung bình mỗi ngày có 150 người may mắn được diện kiến nhà tiên tri mù vĩ đại. Và tất cả các cuộc gặp gỡ đều kết thúc trong sự sửng sốt của mọi người. Không ai có thể hiểu được tại sao người phụ nữ nông dân nửa mùa này lại có khả năng kỳ lạ đến vậy. Nếu bạn có may mắn được gặp con người ấy, bạn sẽ cảm thấy cuộc đời này cứ như thể chuyện cổ tích vậy. Chỉ cần một miếng sô-cô-la ngọt hay một chậu hoa để được lắng nghe những lời tiên đoán về cuộc đời mình. Vậy thì Vanga thật sự là ai? Sức mạnh huyền diệu nào đang ẩn chứa trong con người ấy? Bà Vanga sinh ngày 3 tháng 11 năm 1911 trong một gia đình nông dân nghèo ở Strumica. Khi sinh ra, Vanga đã là một đứa trẻ sinh thiếu tháng và gặp nhiều đau khổ với những biến chứng về sức khỏe. Thuở lọt lòng, các ngón tay và ngón chân của cô bé rất yếu, thậm chí là người ta còn chẳng thấy cô bé khóc tiếng nào sau khi rời khỏi bụng mẹ. Thế rồi, mãi tới vài tháng sau khi chào đời, cô bé mới lần đầu tiên bật khóc rất to vào lúc nửa đêm. Theo truyền thống của địa phương, những đứa trẻ như thế sẽ không được đặt tên cho đến lúc có khả năng sống sót. Sau đó khoảng một tuần, cô bé khỏe hơn trông thấy. Vậy là bà nội đã quyết định đặt tên cho cô là Vangelia theo tiếng Hy Lạp. Cái tên này có nghĩa là người mang đến những tin vui, được ghép từ hai nghĩa tốt đẹp, vui vẻ và người đưa tin. Sau này mọi người gọi trạch đi là Vanga. Thời thơ ấu, Vanga là một cô gái bình thường như bao bạn bè khác. Cha của cô đã bị gọi nhập ngũ vào quân đội Bulgaria trong suốt chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Còn mẹ cô thì mất khi cô còn khá nhỏ. Do đó cô bé sống cùng với những người hàng xóm trong một thời gian dài. Vanga rất thông minh, với đôi mắt màu xanh dương và mái tóc vàng óng. Thế nhưng những bí ẩn trong con người Vanga chỉ thực sự bắt đầu khi một cơn bão ập đến ngôi làng nhỏ năm cô bé 12 tuổi. Bầu trời hôm ấy tối sầm lại không còn chút ánh sáng. Gió thổi mạnh giật tung cả cây cối, cuốn bay tất cả mọi thứ trên đường đi. Cơn cuồng phong ấy nhấc bổng cô bé lên không trung rồi ném tới một cánh đồng xa tít tắp chẳng ai biết. Tất cả mọi người đều ra sức tìm kiếm. Chẳng ai còn dám tin là Vanga thật sự còn sống sau một trận bão khủng khiếp tới vậy. Thế nhưng khi tất cả đã dần đi vào ngõ cụt, người ta tìm thấy cô bé trong trạng thái hoảng loạn và sợ hãi. Hai mắt đã bị cát bụi vùi lấp trong đau đớn. Dù gia đình đã cố gắng hết sức tìm cách chữa trị, nhưng Vanga vẫn phải chấp nhận việc bản thân sẽ mãi mãi không còn nhìn thấy ánh sáng nữa. Tuy nhiên người ta lại cho rằng chính cơn bão đã có những tác động lớn gây chấn động não bộ của Vanga và giúp nhà tiên tri mù có khả năng nhìn thấu tương lai. Ánh sáng có thể không còn được nhìn thấy bằng mắt thường, mà là bằng trí tuệ, bằng thế giới siêu hình bí ẩn chưa ai biết tới. Khả năng nhìn thấu tương lai bộc lộ lần đầu tiên 4 năm sau trận bão kinh hoàng cướp đi đôi mắt của Vanga. Vào một ngày thường nhật, đàn cừu của gia đình đột nhiên bị thiếu mất một con. Và đối với gia đình bà thì đó là tài sản vô cùng quý giá. Ấy thế mà bằng sức mạnh kỳ lạ nào đó, Vanga miêu tả vô cùng chính xác địa điểm nơi con cừu kia bị kẻ trộm nhốt, giúp gia đình lấy lại nó nhanh chóng. Bà nhận thấy mình bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ về các tai họa, mà sau đó chúng đều trở thành hiện thực. Rất nhiều lần Vanga đưa ra lời cảnh báo cho người dân cùng làng rằng chiến tranh sẽ xảy ra vào một ngày không xa, nhưng mọi người đều không tin. Một buổi chiều tối, khi đang đứng trước cửa nhà mình, Vanga nhìn thấy có dáng người cao lớn, tóc sáng màu và đẹp tựa thiên thần. Có vẻ đó là một kỵ sĩ. Người kỵ sĩ này bước vào trong căn phòng đầy bóng tối, quay về phía cô. Vị khách nói bằng giọng trầm rằng: "Mọi thứ trong thế giới sẽ bị đảo lộn, rất nhiều người sẽ chết. Nhưng cô sẽ ở lại đây và sẽ thông báo về những người còn sống và những người chết. Đừng sợ,
ta sẽ ở ngay bên cạnh. Lúc nào ta cũng ở bên để giúp cô. Vanga quay ra hỏi em gái mình, Liupka, em có nhìn thấy người kỵ sĩ không? Ông ấy mới phi ngựa ra từ sân nhà ta. Người kỵ sĩ nào? Em gái hỏi. Chị có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Có lẽ chị vừa mới ngủ mê ấy. Chị không rõ, có thể là chị ngủ mơ. Nhưng đó là một kỵ sĩ lạ lùng, và giấc mơ cũng thật lạ lùng. Và đúng như lời tiên đoán của Vanga một năm trước, vào một đêm mùa đông tháng giêng năm 1941, quân đội phát xít Đức vượt biên giới tiến đến Nam Từ. Buổi sáng hôm đó, tất cả người dân thành phố Strumica đều đi kiếm nơi ẩn nấp. Chỉ có Vanga và Liupka ở lại nhà. Đến trưa thì trên đường phố đã vang tiếng gầm của các loại xe cơ giới hạng nặng. Quân Đức lùng sục tìm kiếm tài sản. Hai chị em đứng giữa nhà tái nhợt nhìn những xác chết. Tên lính nhìn lướt qua gian nhà và cái sân trống không rồi bỏ đi và thầm nghĩ ở đây chẳng có gì để cướp cả. Vài ngày sau, những người hàng xóm trở về. Họ có phần yên tâm khi nhìn thấy những ngôi nhà của họ không hề bị hề hấn gì. Ngoài số gia súc bị bắt, tất cả vẫn nguyên vẹn. Nhiều người đến nhà Vanga hỏi thăm tình hình hai chị em. Những người đến sớm chỉ dám dừng chân bên cánh cửa, không dám bước vào. Những người đến muộn hơn đứng tụ tập ngoài sân. Có một sự thay đổi bất thường diễn ra với Vanga. Sau mấy tiếng đồng hồ, cô thay đổi đến mức không ai nhận ra Vanga trước kia nữa. Vanga ngồi trong góc căn phòng nhỏ dưới một ngọn đèn thờ và nói bằng cái giọng oang oang, mạnh mẽ, dứt khoát. Cô rất gầy gò và tỏ ra phẫn nộ. Chiếc áo dài rộng, bạc màu, nhiều miếng vá không che được sự căng thẳng của thân thể cô. Đôi mắt mù lòa của cô trông như hai cái hốc, nhưng gương mặt cô hoàn toàn thay đổi, trở nên phấn khích đến mức tưởng như tỏa sáng. Và cô cứ thế nói mãi. Từ miệng cô phát ra một giọng nói nêu chính xác những địa điểm và sự kiện, tên tuổi những người đàn ông được động viên vào quân đội, những người sẽ sống sót trở về và những người gặp điều bất hạnh. Hiện tượng này diễn ra nhiều ngày và cô nói chung không ngủ gần như cả năm. Nhìn bộ dạng Vanga, mọi người muốn quỳ trước cô. Những người đàn ông mà cô nói sẽ trở về đã trở về đúng thời điểm dự báo. Tin đồn về tài năng kỳ diệu của Vanga lan nhanh ra khắp cả thành phố và từng đoàn người lũ lượt kéo đến gặp cô. Họ ngồi chật cả sân. Đúng lúc đó, vợ người hàng xóm của họ là Milana Patenova đang ngồi ngoài sân bỗng khóc nức nở. Đã lâu bà không nhận được tin tức gì của chồng và cho rằng bốn đứa con của bà đã trở thành trẻ mồ côi. Vanga nhìn bà ta và nói, đừng khóc, hãy nhanh chân chạy về nhà chuẩn bị bữa tối. Vì ông Milan của bà chiều nay sẽ trở về, chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi. Tôi nhìn thấy ông ta, hiện ông đang trốn trong một cái mương cách thành phố không xa. Bà hàng xóm nghĩ rằng Vanga muốn an ủi động viên bà, nhưng vẫn hy vọng và vội vàng chạy về nhà. Bà nấu bữa tối, chuẩn bị quần áo cho chồng và ngồi chờ. Thế nhưng vào khoảng nửa đêm, mệt mỏi vì chờ đợi và lo lắng, bà ngủ thiếp đi. Nhưng một tiếng gõ nhẹ vào cửa sổ đã đánh thức bà dậy, và bà nhìn ra ngoài sân. Ở đó, ông Milan của bà đang đứng, đúng là chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi. Quá kinh ngạc, bà suýt ngất xỉu. Còn ông Milan cũng thừ người ra, không thể hiểu được vì sao bà vợ biết ông sẽ trở về. Ông trốn khỏi nhà tù và lén lút chui lủi khắp nơi, mãi mới về đến nhà. Cứ như vậy, tài năng của Vanga dần được tất cả mọi người công nhận. Tuy nhiên, nếu chỉ đơn giản là những vấn đề đơn giản như vậy, thì bà cũng không hơn gì một nhà chiêm tinh hay thầy bói là bào. Thứ thật sự khiến người ta nhớ tới Vanga vẫn còn ở phía sau. Năm 1942, bà được vua Bulgaria, khi này là Boris Đệ Tam, mời tới xin lời tiên tri. Vanga không nói nhiều với vua Boris, bà chỉ nhắc vị vua này phải luôn ghi nhớ lấy ngày 28 tháng 8. Vị vua này tỏ ra hoài nghi và dường như không có vẻ gì là để tâm vào lời tiên đoán đó. Thế nhưng chỉ một năm sau, tất cả đã hiểu tại sao vua Boris Đệ Tam lại phải ghi nhớ ngày hôm đấy. Bởi lẽ đó chính là ngày ông sẽ qua đời. Cái chết của ông diễn ra vào đúng ngày 28 tháng 8 năm 1943. 10 năm sau, vào năm 1952, nhà tiên tri Vanga đưa ra lời tiên đoán về cái chết của lãnh tụ tối cao Liên Xô lúc bấy giờ, Joseph Stalin. Ngay lập tức, bà đã gặp rắc rối với chính quyền Bulgaria
và bị họ bắt giữ vì tội tung tin đồn thất thiệt khiến người dân hoang mang. Cũng từ đó, bà Vanga luôn tỏ ra thận trọng với những lời tiên đoán về thảm họa toàn cầu hay số phận của các nguyên thủ quốc gia. Bà cũng chỉ tiết lộ những dự đoán này với một số người nhất định để tránh gây hoang mang cho dân chúng. Nhưng quan trọng nhất là lời tiên tri vẫn luôn chính xác. Ngày 5 tháng 5 năm 1953, Stalin qua đời tại Kuntsevo, Đa Trà. Năm 1980, Vanga nói rằng vào thời điểm giao thoa giữa hai thế kỷ, tức năm 1999 hoặc 2000, Kursk sẽ bị nước bao phủ và cả thế giới sẽ phải bàng hoàng. Thật vậy, Kursk là một tàu ngầm nguyên tử K-141 của Nga bị chìm ở biển Barents ngày 12 tháng 8 năm 2000. Năm 1989, bà dự báo về thảm họa tháng 9 ở Mỹ khi nói rằng: "Kinh hoàng quá, niềm tự hào của người Mỹ sẽ bị sụp đổ sau cuộc tấn công của những con chim sắt. Sói sẽ hú trong bụi rậm, máu thiện lương sẽ đổ." Lịch sử vẫn diễn ra như Vanga dự đoán. Trong cuộc đời mình, Vanga từng gặp gỡ rất nhiều chính trị gia và hầu hết họ đều có thái độ tôn trọng tuyệt đối với người phụ nữ mù bí ẩn này. Tổng thống nước Cộng hòa Kamchatka Kyasan Yuzhnov là một trong số ít người có quan hệ khá gần gũi với nhà tiên tri Vanga. Ông có thể gặp nhà tiên tri và đến thăm bà thường xuyên mỗi lần có thời gian. Tổng thống nhớ lại những cuộc gặp gỡ kỳ lạ với bà Vanga. Mỗi lần gặp ông, bà nói: "Nhân dân của ông đã chịu nhiều thử thách, 3 lần di cư, nhưng thời kỳ thịnh vượng sẽ đến với dân tộc Kamchatka." Mặc dù bà chưa bao giờ đến Kamchatka và không nắm được lịch sử của nó, thế mà tất cả những điều bà nói đều hoàn toàn đúng sự thật. Vanga nói chính xác mỏ dầu ở vùng Chernozemelsk cách biển Caspia không xa. Sau đó người ta đã xây dựng cả một nhà máy lọc dầu lớn ở đó. Tổng thống Yuzhnov còn nhớ lại một lời tiên tri nữa của bà Vanga. Mùa hè năm 1995, bà nói với ông: "Tôi nhìn thấy hai tổng thống kia sàn." Điều này nghe có vẻ bí ẩn, nhưng vào tháng 11, Yuzhnov được bầu làm chủ tịch Liên đoàn Cờ vụ Quốc tế. Vậy chính xác là Vanga đã nhìn thấy hai tổng thống thật sự. Với lòng biết ơn, Kyasan Yuzhnov nhớ tới sự tham dự của bà Vanga vào số phận của nước Cộng hòa nhỏ bé. "Đôi khi tôi ngồi một mình, không biết làm thế nào giải quyết được vấn đề rất quan trọng. Và bỗng nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại. Một người bà con của Vanga gọi cho tôi. Vanga nhờ nói với ông rằng hãy giải quyết như thế và đi đến chỗ này." Năm 1994, bà Vanga được tặng danh hiệu công dân danh dự của Kamchatka vì những đóng góp đặc biệt đối với nước Cộng hòa. Những ngày cuối của cuộc đời, bà Vanga mới đồng ý cho một người quen của mình viết một cuốn sách về bà. Đó là nhà tâm lý học và là nhà báo Boyka Teveskoka. Cuốn sách đã công bố tất cả những bức ảnh và ghi chép thực hiện trong suốt 20 năm. Trước khi mất, Vanga nói: "Đừng sợ, Boyka, tôi luôn luôn ở bên cạnh và không bao giờ từ bỏ chị." Như vậy, hiện tượng của thế kỷ 20 vẫn tiếp tục cả sau khi Vanga qua đời. Boyka Teveskoka không thể nào quên cái buổi đầu gặp gỡ kỳ lạ. Cô cùng bạn mình tới nhà Vanga cùng sự hoài nghi lớn trong lòng. Nhưng như một sự sắp đặt, từ trên bậu cửa bà nói vọng xuống: "Chị không tin tôi, nhưng suốt đời sẽ nghĩ về những gì tôi nói." Vanga nói với tôi rằng con gái tôi đang ốm, cần phải làm lễ rửa tội cho cháu vào ngày Thánh Pio. Lúc bấy giờ ở Bulgaria cũng như ở Nga, rửa tội chưa được chấp nhận. Hơn nữa, tôi lại là đảng viên. Nhưng bản thân Vanga đồng ý làm mẹ đỡ đầu của con gái tôi. Chúng tôi kết bạn với nhau. Vanga có sức hút như nam châm. Tôi rất muốn hỏi bà về mọi chuyện, nhưng bà không trực tiếp trả lời các câu hỏi mà chỉ ân cần nói rằng: "Đừng vội, Boyka, rồi chị sẽ biết hết tất cả." Sau này khi nhà tiên tri qua đời, Boyka cũng đã tiết lộ thêm nhiều cuộc gặp gỡ đặc biệt mà mọi người chưa hề được biết khi Vanga còn sống. Boyka Teveskoka kể lại cuộc gặp gỡ với tên trùm phát xít. Ban đầu, Hitler rất không tin vào mấy chuyện mê tín và muốn tự tay vạch trần cho bị bợm của người tự xưng là nhà tiên tri kia. Hắn giễu cợt Vanga ngay lần đầu tiên gặp nhà tiên tri trong một túp lều tranh, mù lòa gần như kẻ ăn mày.
Lúc bấy giờ Van Ga mời mọi người đi cùng mình tới một ngôi nhà khác, nơi có con ngựa cái đang chuẩn bị đẻ, và bà mô tả tỉ mỉ về chú ngựa con sắp sửa ra đời. Nửa giờ sau, ngựa mẹ đẻ ra một chú ngựa con giống y chang như Van Ga đã mô tả. Hitler liền giận dữ bỏ đi. Con gái của Todor Zhukov, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bulgaria, đã góp phần vào việc chính thức công nhận Van Ga. Nhưng người ta nói rằng Zhukov không bao giờ đến gặp Van Ga. Không ai biết chính xác những nhà lãnh đạo các nước Đông Âu nào đã đến gặp Van Ga. Bản thân bà không thích nói về điều đó. Van Ga chỉ được nhiều người biết đến mối quan hệ gần gũi với chính phủ Todor Zhukov, và trong nhiều dịp bà xuất hiện trên TV cùng với những quan chức cấp cao trong Đảng Cộng sản. Điều đó đã làm xuất hiện ý kiến cho rằng Van Ga sử dụng các dữ liệu thu thập được bởi các hoạt động bí mật để thu hút nhiều người tin vào mình. Đến nay, điều này vẫn chưa được điều tra và làm rõ. Những người cáo buộc bà nói quá mơ hồ rằng những lời tiên tri khó hiểu của bà có thể áp dụng như một sự kiện trong tương lai. Vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Thế nhưng khác với Nostradamus, luận điểm này khi áp dụng vào trường hợp của Van Ga lại không hề chính xác. Thời gian cho những tiên đoán của nhà tiên tri mù rất cụ thể. Ví dụ như cái chết của vua Boris Đệ Tam ngày 28 tháng 8 hay việc Stalin qua đời vào năm 1953. Ngoài tài tiên tri và đoán định, bà còn có khả năng chữa bệnh bằng thảo dược. Van Ga không bao giờ phủ định Tây y. Tuy nhiên bà cho rằng quá lạm dụng thuốc sẽ có hại, bởi vì thuốc chặn cánh cửa thiên nhiên để phục hồi sự cân bằng đã bị rối loạn trong cơ thể. Cỏ cây và hoa lá, đó là tình yêu của Van Ga. Chính bà đã làm cho chúng có được một vị trí lớn trong ngành y. Trên thực tế, người ta tin rằng có những chuyện khủng khiếp hơn rất nhiều mà nhà tiên tri mù đang giấu chúng ta. Có thể đó không phải là những chuyện nên công bố rộng rãi. Vì thế, các dự ngôn liên quan tới thảm họa hay thiên tai được người ta đặc biệt coi trọng và ghi nhớ tới tận ngày hôm nay. Cuộc đời của nữ tiên tri mù Van Ga có thể không ảo diệu như Nostradamus, nhưng không ai dám phủ nhận sự vĩ đại của nó. Chúng ta với đôi mắt nhìn thấy mọi thứ, nhưng tâm thì lại chẳng nhìn thấy gì cả. Cá nhân tôi cho rằng khoa học không bao giờ phủ nhận được hoàn toàn sự tồn tại của thế giới siêu hình vốn đã bị mọi người dần quên lãng. Thế giới này bắt buộc phải đạt được mức độ hòa hợp nhất định cả về tâm thức lẫn lý trí thì mới tiếp tục phát triển, vươn xa đến tiềm năng vô hạn mà ta chưa thể hình dung ra. Tập 3. Leonardo da Vinci và Edgar Cayce. Khi tiên tri chính là khoa học. Như chúng ta đã nói với nhau trong các tập trước, khoa học chưa thể và sẽ không phủ nhận được sự tồn tại của thế giới siêu hình. Các nhà tiên tri chưa bao giờ đánh giá thấp khoa học của loài người, chỉ là họ đang ở trên một tầm cao khác biệt, không thể giải thích cho chúng ta hiểu về thế giới họ đang cảm nhận mà thôi. Có vẻ như họ đều đã thành công trong việc dung hòa vật chất với ý thức cá nhân và sử dụng nó một cách thuần thục. Điều này có nghĩa là một nhà khoa học lỗi lạc cũng hoàn toàn có thể mang niềm tin mạnh mẽ vào thế giới siêu hình, hay là một nhà tiên tri đại tài theo cách riêng của họ. Ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cách mà những con người của khoa học tiên tri về thế giới tương lai cũng như thế giới siêu hình đang hiện diện qua lăng kính khoa học suốt lịch sử như thế nào. Trong lịch sử của loài người, có khoảng hơn 300 nhà tiên tri từ nhiều quốc gia, nền văn hóa được ghi danh và lưu truyền lại. Ở thế kỷ 21 mà chúng ta đang sống, ngoài hai cái tên đã quá nổi tiếng là Nostradamus và Baba Vanga, thì cái tên được nhắc đến nhiều nhất hẳn phải là Edgar Cayce. Edgar Cayce sinh ra tại bang Kentucky, Hoa Kỳ vào năm 1877. Cuộc đời của ông từ lúc sinh ra dường như đã gắn với những điều kỳ lạ. Năm lên 9 tuổi, Edgar Cayce tự nhận thấy mình không thể đánh vần nổi chữ carbine. Điều này khiến cho giáo viên Lucien, đồng thời là chú của ông, vô cùng khó hiểu và mất kiên nhẫn. Thật vô lý khi một cậu bé bình thường có đủ nhận thức lại không làm được một điều đơn giản như thế. Dẫu vậy, cha mẹ ông vẫn cố gắng dạy con học trong niềm tin rằng một ngày nào đó, con trai mình sẽ có thể theo được các bạn. Một buổi tối, cha của Edgar Cayce đã cố gắng dạy cho con những âm vần đơn giản, nhưng cũng như bao ngày, cậu vẫn không thể đọc được một lời nào. Hết kiên nhẫn và với một chút tức giận, người cha đã đá con trai ngã ngửa, lăn ra khỏi ghế,
ngã sóng xoài trên sàn nhà. Và thật bất ngờ, khi đang úp mặt trên sàn nhà, Echo Casey bảo với cha rằng cậu nghe thấy rõ giọng nói ở đâu đó vọng về: nếu cháu ngủ một chút, chúng tôi có thể giúp cháu. Bố cậu nghĩ cậu con trai đang làm nhảm gì đó linh tinh và bịa đặt câu chuyện nên chẳng mấy để ý. Nhưng dẫu vậy, cậu bé vẫn nằm, nhắm mắt và thiếp đi lúc nào không hay, đầu gối lên chính cuốn sách tập đọc đang được bố dạy dở. Khi tỉnh dậy, bất ngờ thay, toàn bộ những bài học trong sách cậu đều hiểu rành rọt và thậm chí có thể nhắc lại từng chữ trong sách. Không thể tin được, khả năng đặc biệt đã phát tác trong Edgar Casey ngay từ lúc đó. Và thật tuyệt vời, khả năng diệu kỳ này không chỉ xuất hiện một vài lần trong đời mà ở lại với Edgar Casey cho đến hết phần đời còn lại. Từ sau lần đó, cậu luôn tự tin khi muốn tìm hiểu một cuốn sách nào đó. Thay vì phải chăm chú đọc, cậu chỉ cần gối đầu lên sách, ngủ một giấc. Và khi tỉnh táo, cậu sẽ biết tất cả mọi kiến thức chứa đựng trong đó. Cho đến nay, Edgar Casey là người đầu tiên trên thế giới có khả năng diệu kỳ này. Dù đã có rất nhiều cuộc nghiên cứu, song các nhà khoa học vẫn chưa thể tìm ra lời giải. Vào năm 16 tuổi, trong khi đang chơi bóng chày ở trường, Edgar Casey đã bị thương ở đầu và trở về nhà trong trạng thái choáng váng. Khi được bế lên giường, cậu bất ngờ hướng dẫn mẹ cách trị vết thương bằng những cách thức lạ lùng như dùng thuốc đắp, xoa bóp. Đó là cách trị bệnh khá hiếm gặp ở phương Tây lúc bấy giờ. Sáng hôm sau ngủ dậy, Edgar Casey chẳng còn nhớ chút nào về những sự kiện đã xảy ra. Lý do khiến cậu bị thương cũng như bài thuốc đắp để chữa trị mà cậu đã hướng dẫn mẹ. Cậu trở lại sống và sinh hoạt như chưa hề có chuyện gì. Năm 1900, khi làm nhân viên bán hàng cho một công ty bảo hiểm, Edgar Casey không may mắc bệnh viêm thanh quản. Vì thế mà cậu không thể tiếp tục công việc. Thậm chí bác sĩ còn nói rằng cậu không bao giờ có thể lấy lại giọng nói bình thường của mình nữa. Tuyệt vọng, chàng trai trẻ đã tìm đến một nhà thôi miên nghiệp dư để xin tư vấn về tình trạng sức khỏe. Và tại đây, trong trạng thái thôi miên, Edgar Casey có thể nêu ra hàng loạt lý do gây nên chứng liệt dây thanh quản của mình. Đồng thời, Edgar cũng đưa ra cách chữa trị nhằm khôi phục sự tuần hoàn của các cơ và dây thần kinh. Trong suốt 25 phút sau đó, ngực và cổ họng của Edgar Casey trở nên đỏ cháy. Edgar hướng dẫn cho nhà thôi miên lên điều tiết tuần hoàn để cậu trở về trạng thái bình thường. Và khi chàng trai trẻ thoát khỏi trạng thái thôi miên một vài phút sau đó, căn bệnh biến mất hoàn toàn trong sự kinh ngạc của cả hai người. Dường như có một ai đó đã điều khiển tâm trí của Edgar khi cậu không đủ tỉnh táo. Mức độ bị điều khiển ngày một cao hơn, đến mức biến cậu trở thành một con người hoàn toàn khác. Và cũng chính khả năng đặc biệt trong lúc bị thôi miên ấy đã giúp người ta nhắc đến Edgar Casey như một nhà tiên tri đại tài mang biệt danh nhà tiên tri ngủ gật. Sở dĩ Edgar Casey có biệt danh nhà tiên tri ngủ gật là vì ông đưa ra các tiên đoán của mình trong trạng thái thôi miên. Đó là một trạng thái siêu thường của tâm trí, nhưng nhìn bên ngoài thì chỉ thấy giống như ông đang ngủ gật. Khả năng tiên tri của Casey vô cùng đáng kinh ngạc. Ông có thể thấy tận mắt chọn đường đời của một người, nhìn thấy cả các chi tiết tỉ mỉ tới từng sự việc. Ông thậm chí có thể nói ra công việc tương lai của một đứa bé lúc còn đang trong tã lót. Trong cuộc đời mình, Edgar Casey để lại gần 15.000 lời tiên tri cho nhân loại. Đến nay, người ta vẫn nhắc nhiều về những lời tiên tri nổi tiếng của ông như một huyền thoại cho đời sau. Nổi bật hơn cả chắc chắn phải là lời tiên tri về cái chết của Tổng thống Hoa Kỳ. Lời tiên tri ấy được ông nói với Tổng thống vào năm 1939 với gợi ý: bạn đã có hỗn loạn, bạn đang có cuộc tranh chấp giữa vốn và lao động, bạn chỉ kiểm soát được một bộ phận trong đất nước của bạn. Nếu không có nhiều hơn và cho đi, thì hãy cân nhắc cho những người sản xuất. Với sự phân chia lợi nhuận quá mức từ lao động, nhất thiết phải có sự hỗn loạn lớn hơn xảy ra. Những lời tiên tri của Edgar không mơ hồ hay ẩn ý như của Vanga hay Nostradamus, mà rất rõ nghĩa và trực tiếp. Lúc tiên đoán về số phận nguyên thủ quốc gia, ông đã nói: vị tổng thống sẽ không sống sót mà rời khỏi văn phòng. Và quả thật, chỉ ít lâu sau, Tổng thống Roosevelt qua đời do một cơn đột quỵ ngay tại văn phòng của mình vào năm 1945. Thế chiến lần thứ hai chính là đại nạn trong lịch sử của nhân loại. Bởi vậy, khi đối mặt với tương lai của thế giới đang đi về hướng mờ mịt,
Rất nhiều người đã đến xin sự chỉ dẫn của Casey. Trước khi Thế chiến thứ hai bắt đầu, Casey đã có thể tiên đoán về sự trỗi dậy của Hitler, vụ đánh bom hạt nhân ở Nhật Bản và thời điểm kết thúc chiến tranh, cũng như việc Liên Xô tan rã sau khi kết thúc chiến tranh lạnh. Trong một lời tiên tri, Edgar Casey đã nói rằng thông qua Nga, thế giới lại có hy vọng. Không có sự quan tâm trong thời kỳ chủ nghĩa Bolshevik, tự do sẽ đến, mỗi người lại được sống trong tình anh em, công lý sẽ được sinh ra ở đây, phải mất nhiều năm sự kết tình mới trở lại. Nếu bạn sống ở thời kỳ đó, bạn sẽ thấy lời tiên tri này thật sự quá điên rồ và gần như là bất khả thi. Bởi lẽ Liên Xô trước những năm 90 là một siêu cường cả về kinh tế lẫn quân sự trên thế giới. Sự ảnh hưởng khủng khiếp của Liên Xô khiến cho Mỹ cũng phải cực kỳ kiêng nể. Nước Nga chính là thành phần đầu não của Liên bang Xô Viết, là thủ đô của chủ nghĩa Bolshevik. Làm sao mà một siêu cường như vậy lại có thể sụp đổ? Ấy thế mà tất cả lại trở thành sự thật vào năm 1991. Liên bang Xô Viết chính thức tan rã, chấm dứt thời kỳ xã hội chủ nghĩa ở Nga và các quốc gia Đông Âu. Edgar Casey từng tiết lộ rằng rất nhiều lời tiên tri của ông bắt nguồn từ các sinh vật ở thế giới cao cấp hơn những gì mà loài người đang biết tới. Tầm quan sát mà các sinh vật này ban cho Casey không bị giới hạn ở không gian vật chất và bề mặt. Vì thế nên hầu hết các lời tiên đoán đều được nói ra khi ông gần như trực tiếp chứng kiến các manh mối, có thể tận mắt nhìn thấy trước sự việc sẽ xảy ra trong tương lai, và chúng vô cùng chính xác. Trong số các tiên đoán để lại cho đời sau, người ta đặc biệt quan tâm tới dự ngôn về Trung Quốc mà ông để lại. Ngày 24 tháng 1 năm 1925, trong trạng thái tiên tri, Casey đã chủ động tiên đoán rằng giữa năm 1931, Trung Quốc sẽ ở vào một giai đoạn đặc biệt. Tại Mãn Châu sẽ xuất hiện tai họa đổ máu. Đây chính là nhắc tới sự kiện Nhật Bản xâm chiếm Mãn Châu bắt đầu vào ngày 18 tháng 9 năm 1931. Khi quân Quan Đông của đế quốc Nhật Bản xâm chiếm Mãn Châu ngay sau sự kiện Phụng Thiền. Sau chiến tranh, người Nhật đã thành lập nhà nước bù nhìn Mãn Châu Quốc. Sự chiếm đóng của họ kéo dài cho đến khi Liên Xô và Mông Cổ phát động chiến dịch tấn công chiến lược vào năm 1945. Và chẳng lâu sau đó, nhà tiên tri tiếp tục đưa ra dự ngôn về một giai đoạn của Trung Quốc như sau. Trung Quốc thông qua sự phát triển chậm chạp mà bảo tồn nền văn minh của mình. Có một ngày nàng sẽ thức tỉnh, cắt đứt bím tóc, bắt đầu suy nghĩ thực tế. Sự kiện này đối với mọi người mà nói thì rất xa xôi, nhưng đối với thần thì lại rất nhanh thôi. Trong tương lai, Trung Quốc sẽ trỗi dậy. Ở đây chúng ta có thể hiểu sự phát triển chậm chạp để bảo tồn nền văn minh chính là giai đoạn đóng cửa sau khi nội chiến kết thúc của Trung Quốc. Họ chấp nhận việc bị cô lập, chịu nhiều khó khăn về kinh tế để giữ vững độc lập, xây dựng sức mạnh quốc gia trong một thời gian tương đối trước khi chính thức mở cửa hội nhập. Còn việc Trung Quốc sẽ thức tỉnh thì nó đang diễn ra đúng hơn bao giờ hết ngay tại thời điểm này. Chỉ sau một khoảng thời gian rất ngắn, Trung Quốc đã thay thế Liên Xô, trở thành đối trọng với Mỹ, thậm chí là vượt qua Mỹ và dẫn đầu thế giới trong nhiều lĩnh vực. Có thể thấy rằng các sự kiện mà Edgar Casey nói rất chính xác thời gian và quá trình các sự kiện diễn ra. Nếu chỉ là dự đoán các sự kiện như Nhật tấn công Trung Quốc hay Liên Xô sụp đổ, thì ngành khoa học lịch sử hoàn toàn có thể làm được. Sự khác biệt ở đây là thời gian và cách thức mà các sự việc xảy ra đều hoàn toàn trùng khớp. Tại sao ông lại có thể làm được điều này? Liệu rằng bí mật có nằm trong khả năng thôi miên đặc biệt mà người ta hay nhắc tới hay không? Tuy được nhiều người hỏi, nhưng Casey lại không cho mình là có siêu năng lực. Ông nói rằng những năng lực này là bản năng bẩm sinh của bất kỳ ai. Những ai có thể loại bỏ hoặc coi nhẹ các ràng buộc vào lợi ích cá nhân đến một mức độ nhất định sẽ có thể phát triển được năng lực này, và rằng khả năng của con người hiện đại ngày nay là vượt quá trí tưởng tượng. Các bạn có tin rằng mỗi chúng ta đều là một nhà tiên tri hay không? Phải chăng loài người đang bị trói buộc bởi lý trí của chính mình mà chưa thể khai phá tiềm năng sẵn có? Dù điều đó có là thật hay không, thì chắc chắn Edgar Casey vẫn là nhà tiên tri thật khác biệt so với phần còn lại. Một sự chi tiết cụ thể tới mức hoàn hảo. Cách chúng ta khoảng 500 năm về trước, có một nhà tiên tri nữa cũng đặc biệt không kém gì Edgar Casey, nếu như không muốn nói là còn đặc biệt hơn gấp nhiều lần. Một thiên tài toàn năng trong lịch sử nhân loại,
người góp phần to lớn vào công cuộc định hình thế giới của chúng ta ngày nay. Đó không ai khác ngoài Leonardo da Vinci. Có lẽ các bạn sẽ thắc mắc rằng tại sao tôi lại nhắc đến Da Vinci trong một video liên quan tới các nhà tiên tri vĩ đại. Người ta biết đến ông ấy với tư cách là một họa sĩ, một nhà khoa học, một kiến trúc sư, chứ ít ai nói ông ấy là một nhà tiên tri. Nhưng hãy tin tôi đi, bạn sẽ phải công nhận ngoài các tài năng đã được biết tới, Da Vinci thật sự là một nhà tiên tri đáng khâm phục. Chỉ là cách tiên tri của ông thật quá sức đặc biệt để đa số mọi người nhận ra mà thôi. Leonardo da Vinci là một người đàn ông phục hưng điển hình với niềm đam mê trải dài một loạt lĩnh vực như địa chất học, địa lý, thiên văn học, hóa học, thực vật học, chất nổ, quang học và động vật học. Thành tựu lừng lẫy của thiên tài đi trước thời đại này có thể gói gọn trong hai sự thực mà có thể bạn chưa biết. Năm 1509, da Vinci đưa ra nhận định đầu tiên về lý do tại sao bầu trời lại có màu xanh. Ông đã nói gần đúng rằng màu xanh là tổ hợp của ánh sáng trắng từ mặt trời và màu tối của vũ trụ. Ta thấy ông là một kẻ tò mò để ý mọi tiểu tiết của cuộc sống xung quanh. Khoảng 200 năm trước khi Newton ra đời, Da Vinci viết: với mỗi hành động sẽ tồn tại một phản ứng đối lập có giá trị tương đương. Ta thấy một người đàn ông luận ra được những yếu tố vật lý cơ bản nhờ khả năng quan sát. Không cần phải nói quá nhiều về thiên tài toàn năng này, bởi lẽ hầu hết đều đã biết rất rõ, ông là người có những ý tưởng vượt trước thời đại của mình, đặc biệt là khái niệm về máy bay trực thăng, xe tăng, dù nhảy, sử dụng năng lượng mặt trời, máy tính, sơ thảo lý thuyết kiến tạo địa hình, tàu đáy kép cùng nhiều sáng chế khác. Một vài thiết kế của ông đã được thực hiện và có kết quả nhất định trong lúc ông còn sống. Ứng dụng khoa học trong chế biến kim loại và trong kỹ thuật ở thời đại phục hưng còn đang ở trong thời kỳ trứng nước. Thêm vào đó, Da Vinci có đóng góp rất lớn vào kiến thức và sự hiểu biết trong giải phẫu học, thiên văn học, xây dựng dân dụng, quang học và nghiên cứu về thủy lực. Chẳng cần phải chứng minh thì tất cả đều phải công nhận rằng Leonardo Da Vinci chính là kiến trúc sư quan trọng của thế giới hôm nay và còn cả trong tương lai rất xa sau này nữa. Suốt hàng trăm năm, thiết kế tới từ tương lai của Da Vinci nằm bám bụi ở xó xỉnh không ai để mắt tới. Cuối thế kỷ 19, người ta phát hiện ra 700 trang tài liệu và bản vẽ của Leonardo da Vinci, nhưng vẫn không ai quan tâm tới chúng cho tới khi lãnh đạo phát xít Ý Benito Mussolini cho dựng một số mẫu thiết kế của da Vinci nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc của người Ý. Leonardo da Vinci từng vẽ phác thảo cỗ máy biết bay dựa theo kiến thức giải phẫu học của loài chim và rơi. Đặc điểm nổi bật nhất trong thiết kế là đôi cánh khổng lồ kết nối với một khung gỗ và có phi công ngồi bên trong. Sau đó 400 năm, anh em Wilbur và O.V. Wright là người thực hiện thành công chuyến bay đầu tiên trên một chiếc máy bay vào năm 1903. Nửa thế niên kỷ trước khi con người làm quen được với khái niệm robot, máy tính hay trí tuệ nhân tạo, Da Vinci ôm mộng chế tạo hiệp sĩ robot, một con robot dạng người có khả năng vẫy tay, đứng lên ngồi xuống và cử động được miệng. Thông qua giải phẫu xác người, Da Vinci tự khám phá ra cách thức cơ và các khớp phối hợp với nhau nhằm tạo nên chuyển động cho xương. Còn búp bê cơ học của ông bắt chước những chuyển động này thông qua một hệ thống gồm dòng dọc, bánh răng và dây cáp, truyền lực từ một cần quay tay. Tuy nhiên, robot của Da Vinci chỉ mang tính giải trí là chính, là biện pháp mua vui cho những người cấp vốn cho ông. Đơn cử như con sư tử tự động mà ông tạo ra cho vua nước Pháp. Hiệp sĩ sắt kia cũng chỉ là công cụ tiêu khiển cho gia tộc Sforza nắm quyền hành tại đất nước Milan. Trong tập ghi chép của Leonardo, chúng ta đã đọc được những lời tiên đoán thiên tài về những thành tựu tương lai của khoa học kỹ thuật. Ông tin vào việc người ta sẽ nói chuyện với nhau từ những đất nước xa xôi nhất và sẽ trả lời nhau cứ y như đang ở cạnh nhau. Chắc hẳn bạn đã ngay lập tức nghĩ tới FaceTime hoặc Facebook Messenger. Chưa dừng lại ở đó, Da Vinci còn cho biết người ta sẽ đi lại mà không chuyển động, có thể nói với người vắng mặt, lắng nghe người im lặng. Nếu bạn còn chưa nhận ra thì đây là công nghệ quay phim chụp ảnh của chúng ta ngày nay. Còn đối với việc mọi người trong nháy mắt sẽ tản ra khắp nơi trên thế giới mà không di chuyển khỏi vị trí thì chính là sự bùng nổ của truyền thông đại chúng với các thiết bị vô tuyến.
Những dự đoán như vậy về tương lai chiếm hàng trăm trang viết. Và ngày nay, không phải tất cả những dự đoán ấy đều được hiểu rõ hay sao? Tất cả những hiện tượng như thần thuật bay lên, khả năng ngoại cảm, thần giao cách cảm đều được Leonardo miêu tả. Trong những trang viết của ông, người ta thậm chí còn tìm thấy cả sự miêu tả người cá. Một con người có kiến thức uyên thâm, bao phủ toàn bộ các lĩnh vực khoa học như vậy đã tự tay mình viết lên tương lai nhân loại từ hàng trăm năm trước. Theo một góc độ nào đó, đây chẳng phải là sự tiên tri từ khoa học hay sao? Các ghi chép của Da Vinci về thế giới này không có độ chính xác 100%, tuy nhiên chỉ là trong thời điểm hiện tại mà thôi. Nhiều năm sau này, rất có thể bạn sẽ lại chứng kiến một thành tựu khoa học tưởng như là mới ra đời, nhưng hóa ra lại là điều đã được dự đoán từ trước. Sự lý trí trong nghiên cứu cũng như những bí ẩn siêu hình trong cuộc đời ban cho Leonardo da Vinci đặc quyền được xây dựng tương lai cho nhân loại. Và cũng chính vì vậy, người ta lại càng có lý do để lo lắng về một lời tiên tri ẩn giấu sâu trong họa phẩm nổi tiếng Bữa ăn tối cuối cùng mà ông đã vẽ. Theo các nhà khoa học, những bức họa nổi tiếng của thiên tài toàn năng đều ẩn chứa những mật mã thông điệp với thời đại. Sở dĩ Da Vinci phải ẩn giấu những thông điệp này thông qua các tác phẩm là vì ông phải tự bảo vệ chính mình khi sống trong thời kỳ khó khăn, nơi xã hội thời bấy giờ không dễ dàng chấp nhận những tiến bộ tư duy vượt bậc về khoa học của con người. Nhà nghiên cứu người Vatican là Sabrina Sforza Galizia cho rằng, trong bức họa nổi tiếng thế giới, Bữa ăn tối cuối cùng của Leonardo da Vinci đã ngầm dự đoán ngày tận thế của loài người sẽ rơi vào ngày 1 tháng 11 năm 1406. Đầu tiên, hãy cùng nhau quan sát và để ý một ô cửa sổ hình bán nguyệt ở vị trí trung tâm bức tranh. Đây chính là thứ đang ẩn chứa thuật toán tiên trinh học cao cấp cực kỳ khó hiểu. Khi giải mã hình ảnh này, Galizia phát hiện ra Leonardo da Vinci đã tiên đoán ngày tận thế cho nhân loại cách thời điểm ông vẽ bức tranh là 2.511 năm. Chúng ta sẽ một lần nữa bị nhấn chìm trong nước như cơn đại hồng thủy mà Kinh Thánh nói tới. Không có con tàu Noah nào nữa. Tất cả đều là sự sắp đặt từ đấng tối cao. Con người đi qua thời gian bằng tâm thức, lại có người dùng lý trí để vượt thời đại. Hy vọng series Lữ hành thời gian đã phần nào đó giúp các bạn hiểu thêm về những nhân vật đặc biệt, những bí ẩn kỳ lạ còn giấu kín. Và hơn cả là cái nhìn khác đi một chút về thế giới này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả mọi người. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong series tiếp theo đúng như đã hẹn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.